ở đây có chị em nào á không biết trang điểm hoặc là rất ít trang điểm hoặc là muốn trang điểm lắm nhưng mà trang điểm xong ấy thì mặt còn như hề luôn ấy. Này, ngồi xuống đây tôi nói cho mà nghe nhá. Bởi vì khi mà chúng ta mới trang điểm ấy thì cái quan trọng nhất mình không phải là mình mua rất là nhiều đồ trang điểm đâu, mà chúng ta phải tối ưu nó, đơn giản nhất, ít nhất, đa năng nhất. Bởi vì nếu như mình chưa có những kỹ thuật cao á, mình trang điểm nhũ này, mình bôi tà la tà le lên trong mặt mình nó rất là xấu. Thật sự luôn, phải dùng đúng từ xấu nha. Nó như hề luôn ấy, vì nó không phù hợp với mình. Mình chưa hiểu được, à mình chưa đủ cái tinh tế để mình dùng những sản phẩm đấy. Cho nên mới bắt đầu trang điểm hoặc là mới học trang điểm, chúng ta nên tối ưu nhất dùng cái gì nó đa năng và nó nhẹ nhàng, nó tinh tế, nó phù hợp với gương mặt của chúng ta. Không nên chạy theo quảng cáo mọi người nhá. Và đây Ngọc sẽ chia sẻ cho mọi người một cái set đồ dành riêng cho những người mới bắt đầu luôn. Nó cực kỳ tối ưu và hãy ngồi đây nghe Ngọc chia sẻ. Đầu tiên phải nói về cái em cushion này nhá. Nó có khả năng che phủ rất là ok. Mình phải khẳng định rằng là tất cả những cái chia sẻ và những cái review của mình là rất thật. Và mọi người có thể nhìn thấy những cái này bằng cảm quan của mình luôn nha, chứ không phải là mình cắt ghép hay là dựng hay là làm cái hiệu ứng video gì đâu mọi người ạ. Rất thật luôn đấy, để mọi người có thể cảm nhận được nó một cách chính xác nhất. Rồi, em này có giá là 420.000 và ưu đãi là còn 350.000, mua rồi em cushion này cũng ok. Nhưng cái lời khuyên chân thành nhất của Ngọc đó là mua cái set 7 thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì trong này nó có 7 món nhá. Mình sẽ kể cho mọi người nghe là khi mà mình dùng cushion xong mình sẽ dùng đến phấn phủ. Phấn phủ thì nó cái tông màu của nó rất là nhẹ nhàng và nó sẽ giúp cho mình khóa cái phần trắng ở trên cái nền da của chúng ta nguyên một ngày dài, không đổ dầu và rất là mướt. Đó, thì đây này nó tối ưu lắm, mình dùng phấn phủ nhá. Xong ở bên này nó có cái phấn mắt này. Cái phấn mắt này nó có hai tông màu nha. Đây, cái tông màu này là cái tông màu hồng. Nó có một cái cọ để chúng ta có thể dùng được nhá. Đây, nó dùng tay cho mọi người nhìn. Đây là cái tông màu hồng đất này, rất là xinh, đúng chưa? Và cái tông màu này là tông màu nâu đất này. Đây là hai cái tông màu mà dễ dùng nhất, dùng nhiều nhất. Còn ấy, mình nói thật với mọi người cứ mua một cái bảng màu, nó có 20 màu đi chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ dùng đến cái màu vàng để đánh mắt. Không bao giờ tô cái mắt màu đỏ, tô mắt màu tím, tô mắt màu xanh lá cây, tô mắt màu xanh dương. Mình chỉ dùng hai cái tông màu chính là màu hồng đất và màu nâu đất, đúng không nào? Cho nên là ấy, Ngọc thấy rằng là nó tối ưu như này, nó vừa hiệu quả cho mọi người. Cái ô màu nó to, mình dùng được lâu. Chứ còn những cái ô màu kia nó bé. Cái màu xanh dương thì chẳng bao giờ dùng đến, màu vàng cũng chẳng bao giờ dùng, mình lấy làm cái gì? Hết cái ô màu đấy vẫn phải đi mua cơ mà, đúng không? Thì thôi mình mua luôn hai cái tông màu mình hay dùng nhất là nó tối ưu rồi. Và cái này ngoài dùng để làm phấn mắt ra, nó làm phấn má được luôn. Thì đây, chúng ta có cái bông đúng không? Mình có cái bông để mình dậm phấn phủ đúng không? Đó. Và mình lật nó lại một cái là chúng ta có cái mặt này để chúng ta dậm cái phấn má luôn, nó tiện luôn như mọi người ạ. Đấy, mình dậm như này, mình đánh lên phát đó, thế là chúng ta có cái vùng phấn má của mình nó rất là tối ưu, nó cực kỳ tối ưu luôn. Đấy, nên là chính vì thế mà mình khuyên mọi người là mới trang điểm và mình ít trang điểm, mình phải tối ưu đồ để khi mà mình mang một cái túi đồ đi, nó không phải lủng củng liểm kiểm vài chục món nhưng mà mình chẳng biết dùng món gì cả. Thà mình mua ít nhưng nó chất và nó đa năng, mình dùng được nhiều công dụng thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Ví dụ như cái cây chì này được tặng cho mọi người nhá, là Ngọc đã có những cái chia sẻ rồi, Ngọc gắn ngay ở dưới comment luôn, hướng dẫn cho mọi người dùng cái cây chì siêu đỉnh này luôn. Tại sao lại hot như thế? Bởi vì nó gầy sợi siêu mảnh, rồi mình làm được cái viền mắt này luôn, mình tạo được khối luôn và tạo được cái khung mặt mình luôn. Ôi, một cây chì nó giải quyết được tất cả những cái vấn đề thì nó mới xứng đáng được trong cái túi sách của mình, đúng không nào? Mình mang một món đi mà mình dùng được nhiều công dụng, chứ không phải bây giờ mình lại ôi mắt một cái, mày một cái, viền một cái, lại khung một cái, lại khuôn môi lại một cái, nó rất là lỉnh kỉnh. Và nó rất là mình kiểu mình quên nhớ ấy, mình phụ thuộc vào nó thì tối ưu hơn rất là nhiều nha. Rồi, cái này trong này nó có cả cái che khuyết điểm cho mọi người nhá. Che khuyết điểm dành cho những ai mà nhiều khuyết điểm quá. Đây, cái này hay này mọi người. Đó chính là cái mascara. Cái mascara này thì cái đầu của nó nhỏ, nó mảnh. Nó rất là dễ chuốt. Nếu như cái đầu nó to thông thường của các loại mascara thông thường ấy thì nếu mà nó to quá nó hay bị quệt tay xuống dưới, quệt tay lên trên, nó cứ bị lem cái mascara của mình. Còn cái này nó siêu bé như này, mình chuốt nó rất là tơi, sợi nó rất là mạnh, sợi và cực kỳ dễ chuốt nha mọi người. Đó, thì đây là cái mascara nhá. Và cái này nó giữ được cho mình cái lông mi nó tơi và nó cong và nó dài được rất là lâu nhá mọi người nhá. Rồi, và cuối cùng là hai cây son. Hai cây son thì nó có hai tông màu khác nhau. Một cái tông màu đó là màu room, thì là cái màu Ngọc đang đánh cái này, là chính là cái màu room. Còn bên này đó là cái màu hồng cam. Đó. Và đây là son tươi không chì nhá. Câu chuyện không chỉ không phải là quảng cáo mà là trong bảng thành phần. Đấy mọi người thấy không ạ? Khi mọi người mua thấy cái bảng thành phần, mọi người thấy đấy ạ. Cam kết son này là không chỉ và trong bảng thành phần của nó không chứa chỉ. Nên là khi mà mình dùng ở đây là son tươi, mình dùng đôi khi mình sẽ cần phải đánh lên nha mọi người nha. Vì đây là son tươi hoàn toàn đấy nha mọi người nhá, cho son kem son tươi đấy. Cho nên là mọi người chỉ cần lắc nhẹ một lần như này thôi để cho cái màu son nó được mướt và được mềm môi của chúng ta nhá. Ok, và cái set này thì có giá là 1.450.000 và đang ưu đãi là còn có 999.000 mà gồm có 7 món tặng kèm một là 8, hơn 100.000 một món thôi. Thì bây giờ chị em nào mình muốn mua cushion thì mình comment là C cách số điện thoại, mà mình muốn mua set 7 thì mình comment là SC7 cách số điện thoại. Đây là một cái set trang điểm đầu tiên ở Việt Nam, nó tối ưu nguyên một cái set dành cho người mới bắt đầu. Và chúng ta đặt một câu hỏi là mình mua như này nhưng mà em vẫn không biết trang điểm, thì đây giới thiệu với mọi người nhá, là khi mà mọi người mua một cái set trang điểm này thì mọi người sẽ được tặng
một khóa trang điểm cá nhân nhá. Mình sẽ bấm vào cái mã quét này là mình sẽ nhận được nguyên một cái khóa học luôn, và trong đó nó sẽ hướng dẫn tỉ mỉ cho mình, kể cả mình là một cái người chưa bao giờ trang điểm một lần nào ở trong đời của mình, mình xem hết khóa học đó mình sẽ vẫn biết cách trang điểm được. À, mình biết thế nào là kẻ lông mày như thế nào, rồi mình biết là mình đánh má hồng như thế nào. Ví dụ đánh má hồng ngang như Ngọc ngày hôm nay, nó sẽ cho mình một cái hiệu ứng nó trông nó trẻ trung hơn, ngây thơ hơn. Rồi mình đánh nó hếch lên một tí sẽ cương làm cho gương mặt của mình nó cá tính hơn, mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Rồi mình đánh ngang vòng tròn này nó sẽ ra một hiệu ứng khác, đánh nó vào trong như này nó ra một hiệu ứng khác. Thì tất cả những cái đó chúng ta sẽ có đóng gói lại trong một khóa học trang điểm cá nhân trị giá 5 triệu. Khi mà mình mua một cái set này là mình quét cái mã này luôn là mình được nhận một cái bộ khóa học trang điểm cá nhân nó rất là tối ưu, đúng không? Thế là mình có một cái set này là mình có tất, mình có hết những cái thứ mà mình cần trang điểm, và mình được tặng luôn cả khóa học. Thế là coi như là thôi xong trọn vẹn luôn. Đây là một cái bộ sản phẩm nó gọi là đỉnh nhất Việt Nam thời điểm này, không phải là bốc phét và không phải là gáy đâu, nhưng mà đúng thật, đố mọi người tìm được một cái set nào mà nó tối ưu được hết như này mà nó còn tặng được nhiều quà như thế.